Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Giao thông Vận tải lỡ loét, Nguyễn Văn Thể đã hạ cánh nhưng cánh vẫn có thể gãy. Bộ Giao thông Vận tải là bộ có ngân sách rất lớn, rất nhiều dự án được bộ này thực hiện. Thực tế, nhiều năm qua, qua nhiều đời bộ trưởng, bộ này cho thấy nó có nhiều vấn đề lớn cần phải tẩy rửa. Hiện nay, bộ trưởng là ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên Ông Thắng chỉ mới nắm bộ này từ ngày 21 tháng 10 năm 2022, tức là chỉ mới 5 tháng. Vụ án chuyến bay giải cứu không thể không liên quan đến bộ giao thông vận tải. Trong vụ này, Việt Nam Airlines là doanh nghiệp tham gia rất tích cực, giải cứu rất nhiều người Việt ở nước ngoài, bị mắc kẹt vì Covid. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có một quan chức nào của doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm. Chính vì thế mà quan chức Bộ Giao thông Vận tải vẫn còn khá an toàn so với Bộ Ngoại giao, nơi đã tổ chức cho các đại sứ quán lùa gà. Hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Ngày 3 tháng 3, ông Tô Ân Sô, phát ngôn Bộ Công an cho biết vụ án đăng kiểm như là vụ án Việt Á thứ hai. Điều này cho thấy mức độ của vụ án này có thể kéo đổ cả Bộ trưởng và Thủ tướng bởi vì vụ Việt Á đã kéo đổ cựu thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, vụ đăng kiểm đang làm tê liệt hệ thống đăng kiểm Việt Nam. Đây là khối u mà Bộ Giao thông Vận tải đã để xảy ra trong suốt một thời gian dài. Xe không đạt chất lượng cũng cho qua miễn sao cống đủ tiền. Xe đạt chất lượng thì bị làm khó làm dễ nếu không chịu cống nạp. Tình trạng này gây nên hiện tượng những chiếc xe không an toàn lưu thông trên đường một cách hợp pháp, góp phần không ít vào nguyên nhân tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao. Sự ăn chặn tiền của chủ xe không có điểm dừng vì sự dung túng của Bộ Giao thông Vận tải. Xe mới ở các nước trên thế giới không cần phải đăng kiểm, nhưng ở Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải lại vẽ ra buộc phải đăng kiểm để cho các trung tâm đăng kiểm ngồi không thu tiền trên xe mới, hết sức vô lý. Ngoài ra, họ còn cho thời hạn hiệu lực ngắn để buộc chủ xe phải cống nạp cho họ nhiều tiền hơn. Một chiếc xe 20 năm tuổi ở Nhật và các nước phát triển khác thì phải kiểm định 9 lần, nhưng ở Việt Nam bắt buộc phải kiểm định đến 36 lần, mục đích là để tận thu. Hình ảnh vụ đăng kiểm đang hướng đến nhà ông Nguyễn Văn Thể. Đây là khối u cực kỳ lớn, hiện tại ông Tô Lâm vẫn chưa mở rộng vụ án đến cấp trung ương, tạm thời chỉ mới tóm ở các trạm đăng kiểm. Cần phải tóm luôn những quan chức có trách nhiệm ở cấp bộ thì may ra mới loại bỏ được khối u kinh khủng này. Vụ đăng kiểm chưa lôi ra được trùm cuối thì mới đây ngày 21 tháng 3, ông Tô Lâm tiếp tục cho đánh vào các trung tâm sát hạch lái xe. Điểm khởi đầu của vụ án này là giám đốc và hai tổ trưởng trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Hòa Bình. Đây cũng là một ổ tiêu cực trong nhiều năm qua. Các trung tâm này cũng mua bán bằng, họ tạo ra những tài xế không đạt trình độ nhưng vẫn điều khiển xe lưu thông góp phần không nhỏ cho tình trạng tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao ngất ngưỡng ở Việt Nam. Cục đăng kiểm hay trung tâm sát hạch đều là những con đường dẫn đến Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thắng chắc là chưa phải chịu trách nhiệm về tình trạng này, nhưng người tiền nhiệm của ông Thắng e là khó thoát. Hình ảnh vụ trung tâm sát hạch đang bùng phát. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Thể lo trả chức tháo chạy. Có lẽ ông đã ngửi thấy mùi chẳng lành. Tuy nhiên, vấn đề của ngành đăng kiểm và các trung tâm sát hạch đang hướng đến nhà của ông nguyễn văn thể trước đây ông thể có dính chùm trong vụ úc trọc nguyễn hồng trường và đinh la thăng tuy nhiên có bàn tay nào đó đã che chở cho nguyễn văn thể để ông tiếp tục ngồi ghế bộ trưởng bộ giao thông vận tải xem ra lần này nguyễn văn thể hạ cánh nhưng khó mà an toàn bởi ông trọng có thể khơi lại những sai phạm cũ bất cứ lúc nào liệu nguyễn văn thể có thoát hay không hãy chờ xem Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm với bản tin Bộ Giao Thông Vận Tải lỡ loét, Nguyễn Văn Thể hạ cấm nhưng cấm vẫn có thể gãy. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại tướng kêu gọi hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng nhưng lại không rõ hoàn thiện như thế nào. Chiều 20 tháng 3 trong phiên trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh rằng cần hoàn thiện thể chế để phòng ngừa tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng. Truyền thông nhà nước loan tin. Đưa tin về vấn đề này, VOA ngày 20 tháng 3 cho biết, theo ông Tô Lâm, trong chỉ đạo xử lý án tham nhũng, một trong những vấn đề được quan tâm là xác định sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội để kiến nghị hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng hình ảnh bài trên voa lời kêu gọi này của ông tô lâm diễn ra trong bối cảnh công cuộc chống tham nhũng của đảng do ông tổng trọng dẫn đầu và đang lan rộng việt nam nét dẫn lời ông tô lâm trả lời chất vấn tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội rằng qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế giáo dục vừa qua Cơ quan điều tra có nhiều kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm thiết bị, góp phần minh bạch với mục tiêu làm một vụ việc cẩm tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, nhưng ông không cho biết cụ thể các bước hoàn thiện thể chế như thế nào và nói rằng đây là vấn đề mà bộ của ông sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trên thực tế, muốn chống tham nhũng triệt để thì chỉ cần áp dụng tư pháp độc lập cơ chế phân quyền, đối trọng, kiểm soát quyền lực. Nhưng nếu áp dụng những điều này thì đâu còn sự lãnh đạo toàn diện của đảng nữa. Cho nên không rõ ông Tô Lâm muốn hoàn thiện thể chế như thế nào. VOA nhắc lại sự việc tai tiếng của ông Tô Lâm khi ông từng ăn thịt bò giác vàng. Theo VOA, ông Lâm được nhắc đến nhiều trên truyền thông quốc tế sau khi lộ ra những hình ảnh ông được đầu bếp nổi tiếng Nerses Goche còn được gọi là thánh rắc muối đút một miếng thịt bò giác vàng vào miệng tại một nhà hàng ở Lên Đình. Việc vị bộ trưởng công an ăn bò giác vàng khi tháp tùng thủ tướng tham dự một hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Anh đã khiến công chúng Việt Nam phẫn nộ về sự xa xỉ của quan chức. Trong lúc đó, quốc gia Đông Nam Á này đang trấn áp tham nhũng. Hình ảnh đại tướng bộ trưởng bộ công an tô Lâm. Tại phiên chất vấn, ông Lâm còn kêu gọi xử lý những đối tượng tham nhũng và cho biết. Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã xác định mục tiêu làm vụ việc nhưng để cảnh tỉnh cả một vùng. Không rõ cơ quan này có điều tra nguồn tiền dùng để chi trả cho bữa ăn xa xỉ của ông Tô Lâm hay không. VOA cho biết ông Tô Lâm đang bị các tổ chức quốc tế kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu vì liên quan đến những vi phạm nhân quyền. Đạo luật Magnitsky là một đạo luật được áp dụng để trừng phạt cho những quan chức vi phạm nhân quyền đạo luật này đã được nhiều nước phương tây thông qua và các chế tài có thể áp dụng như cấm nhập cảnh đối với người vi phạm và thân nhân của họ đóng băng phong tỏa tài sản của họ tại quốc gia áp dụng luật báo lao động cho biết theo vị đại tướng công an này những vụ việc tham nhũng trong một số lĩnh vực như chứng khoán tài chính doanh nghiệp đất đai đã để lại bài học lớn đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật phòng ngừa tội phạm cũng theo voa Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng ở Việt Nam được các nhà quan sát nước ngoài và báo chí phương Tây xem là sự đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Đại tướng kêu gọi hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng nhưng lại không rõ hoàn thiện như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d